Chào anh chị các bạn, nay mình làm một video clip hướng dẫn anh chị các bạn cách mình sử dụng cái Google Hangout để tạo một cuộc họp hội trực tuyến, học trực tuyến với nhiều người và có thể chia sẻ màn hình máy vi tính của mình cho nhiều người xem hoặc là cách trình chiếu PowerPoint cho nhiều người xem cho online luôn. Đó thì công cụ của Google là Google Hangout, mình sẽ đặt sẽ là Google Hangout. Đó, Google Hangout sau mình vô cái chỗ là Google Chrome Attention này nữa. Vô đây mình thêm vào Google. Sau khi mình thêm xong mình được Google Hangout nằm đây. Đó. Xong ở đây mình sẽ login bằng tài khoản Google Gmail của mình đây. Đó. Rồi ví dụ mà mình muốn gọi điện cho ai đó thì mình sẽ dấu cộng và thêm cái Gmail đây. Ở đây mình cộng và nhập Gmail. Ở đây mình có một cái danh bạ có sẵn rồi. Ví dụ đây mình gọi cho người này đi. Gọi cho người này. Ví dụ đây mình gọi cho đây. Bấm vô đây ha. Bấm đây. Đó, rồi sau đó mình bấm vô cái biểu tượng là video. Đó. Video sẽ gọi qua bên máy đây. Đó. Sau khi mình gọi qua thì video sẽ qua đây nha. Đó, màn hình đây, video ở đây thì đó, thì bây giờ mình sẽ là bắt đầu vào tham gia. Đó, tham gia bên máy của người bạn mình sẽ vào tham gia. Cái camera của đối phương và mình luôn. Bây giờ muốn xem hình làm sao? Xem màn hình á thì ở đây có cái biểu tượng chỗ ba chấm nè. Mình chia sẻ màn hình. Đó, chia sẻ màn hình. Cũng như đây. Đó, bấm vô chia sẻ share. Đó, xem màn hình rồi bên đây mình sập xuống đây mình làm gì trên màn hình đây bên kia thấy. Ví dụ đây mình dạy học cái gì đó thì mình làm bên đây thì bên đây thấy nè. Bên đây thấy nè, đó, bên đây ta thấy. Thấy màn hình đây. Ví dụ mình chiếu PowerPoint bên đây vẫn thấy luôn ha. Ví dụ mình mở PowerPoint lên mình chiếu cũng được giống bình thường thôi. PowerPoint mình mở lên ha, PowerPoint mở lên mình chiếu lên thì bên kia nó mình xuất trình nó về bên kia vẫn thấy bình thường. Ví dụ đây ví dụ mình chiếu vào bên đây, mình chiếu lên mình chia thấy mình nói gì bên đây, đi sừng lai mình nói thì nguyên những người nào mà trong cái group họp này sẽ thấy mà nghe mình nói, người ta cũng có thể phải nói ngược lại mình cũng phải nghe luôn. Đó. Đó. Rồi mình có thể chat được luôn ha, chat đây mình nhắn mình chat lên. Đó. Rồi sau khi kết thúc mình có thể là swap. Đó là cách ha, dùng Google Hangout ha. Để mình xem mình đây mình thấy làm nhiều người là mình làm một nhóm người 10 người ha, hai ba người một nhóm cũng được. Nó không giới hạn số người. Nó có thể. Rồi kết thúc video đây. Rồi anh chị xem và có thể mình ứng dụng cái công nghệ này cho team và nhóm mình hay là công ty của mình hay là mình học online trực tuyến trong tình hình dịch bệnh hiện nay mình học mình ứng dụng cái công nghệ này rất là hợp lý. Rồi các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và like video nha, comment bên dưới nếu có thắc mắc gì. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.